khá nhưng khó. Có hai cái đường ngã tư là cứ đi thẳng thôi. Đầu tiên anh nhìn xuống đây. Căng hơn rồi đấy mà đéo đã. Đổ sổ áp hết rồi. Nó không đứng đâu thế này à? Không. Đúng 4 phút nó bay. Nó đéo sợ đâu vẫn. Đấy, định đá ấy. Chuẩn bị rồi. Đến con ngoài hết rồi. Đấy có một con ngoài đấy. Con ngoài rộng to. Nó xuống đâu đấy đâu. Đằng sau mình thì sao? Đấy, hót hót nối đằng sau. Mấy con mồi của thằng nào phạm nó chè nó kinh nhỉ. Ừ. Bây giờ lấy được con nào hay ra con đấy. Con mồi mình chè mấy nhiều con lắm, chè nó vẫn vào đánh mình thôi.